Hello, chào mừng em quay trở lại kênh Cây Thêm. Trong này mình sẽ review cho anh em một cái bộ đựng bàn chải nhá. Nhưng mà nó không phải là đựng bàn chải bình thường, hay là nó kiểu những cái cốc mà anh em hay để bàn chải hàng ngày trong nhà vệ sinh chúng ta đâu. Nó đặc biệt như là nó là cái hộp dán lên tường, và ngoài đựng bàn chải ra nó còn có tác dụng gì nữa. Mời anh em xem video này, mình sẽ review chi tiết cho anh em xem chức năng của nó như nào. Vẫn là cái hóa đơn Banggood ghi mỗi dòng chữ Tone Plus. Bàn chải đánh răng. Ok. Mở lao ta. Ở đây. Mở ngược từ dưới lên luôn. Rồi, bên trong chúng ta sẽ có một hai cái hộp rất là đẹp luôn. Đó. À, một hộp. Trời đất ơi. Đây, Tone Plus UV Tone Plus Stretcher, đấy, hình sản phẩm này. Một cái hộp trắng, vâng, mình cứ lúc đầu cứ tở hai hộp tách riêng ra cơ. Một hộp, đang thắc mắc là tại sao chỉ có, lại còn thừa một hộp. Đấy, anh em mua sản phẩm này, mình sẽ để link mua dưới video nhá. Rồi, bên trong chúng ta sẽ có gì? Đấy, đầu tiên, cái hộp này, công nhận nó hoàn thiện cũng tốt này. Anh có nhớ hồi xưa mình có review một cái bộ đựng bàn chải đánh răng không? Rất là rẻ tiền thôi. Săn được khoảng 2.000 thôi. Đấy, nhưng mà nó chỉ đựng bàn chải đánh răng bình thông thường thôi, chứ nó không có tác dụng gì khác, để treo vào lên tường cho nó gọn, cho nó đẹp thôi. Đây là cái sách giới thiệu này. Đấy, anh em thấy cả điện đủng gì đây này, vôn oắt các kiểu đây, để làm gì đó, để trong này chúng ta sẽ có cái dây nguồn này. Đấy, nguồn đầu tròn nhá. Đấy, có phải là kiểu thông dụng micro USB. Và trong đây, rồi để chúng ta xem còn gì nữa không, cái hộp xốp đựng thôi. Đó, hết rồi. Ok, chúng ta sẽ có, wow, cầm nặng trịch luôn. Và cái hộp 2.000 đựng bàn chải lần trước mình, hồi xưa mình review là cái loại đều đều thôi, lại vớ vẩn thôi, nó chỉ to là như thế này thôi. Đấy, là nó có chức năng là đựng bàn chải thôi, chả có chức năng gì khác đâu. Còn đây, một cái hộp rất là to, nặng và có cái nút bấm. Rồi ok, phía trước chúng ta sẽ có một cái hộp bằng nhựa như này. À, bên phải chúng ta sẽ một cái nút nguồn, mà nút nguồn này sao mình không bấm được nhở? Ô, cứng vãi chưởng luôn đấy, không thấy lõm xuống luôn này, không hiểu. Ở dưới này, chính xác là cạnh trái này, cạnh trái này chúng ta sẽ mở lên này. Lúc khi mở gần lên đấy, nó sẽ kiểu nó cứng cứng lại một chút đấy, đó, nó rít rít lại một chút đó, hay chưa? À, đóng vào này, đó, và đây chúng ta đựng 1, 2, 3, 4 cái bàn chải và một cái gì đây, cái khe to này mình không biết là cái gì, để tí nữa xem hình lại xem nó là cái gì. Ở dưới này là nguồn. Và nói tiếng Trung chả hiểu gì. Đây chúng ta sẽ có cái khu vực kiểu tản nhiệt à, hay là khu vực gì đó. Cái này theo một chức năng là kiểu nó khử nó vệ sinh bàn chải cho anh em ấy. Nói chung là nó tạo ra những cái chất gì đấy để nó lọc. Đây này, đây là anh em thấy cái đèn không, cái đèn ở dưới này đó, như tia UV, thế như nó tạo cái tia UV đây đó. Ở đây, ở cái nắp này có còn có một cái mạch nữa, nó còn có cái thanh sắt nữa đó, để đậy vào như này để kích hoạt cái gì đó không rõ. Đây, và trong này có một cái bóng đèn. Đó, bóng đèn này thì đã bật lên. Hay là nó chỉ là một cái bóng đèn thôi nhở? Mình nhìn bóng đèn kiểu, một là bóng đèn đơn thuần, hai là nó sẽ tạo bóng đèn tiêu UV ấy, để nó kiểu khử khuẩn cho bàn chải của anh em. Và bên này thì nó là cái lỗ, có một cái lỗ đây. Đó, là một cái lỗ đen đen ở đây bên trong này. Chắc là nó sẽ tạo gió gì đó. Khá là khó hiểu. Ok, giờ mình sẽ dán lên vài nhà vệ sinh. Đấy, đằng sau con ốc thôi. Đấy, đơn giản nó chỉ cái hộp như này thôi. Nhưng mà cái nút nguồn này nó trang trí điểm gì nhỉ? Khó hiểu thật. Ok, mình đã gắn vào nhà vệ sinh đây anh em. Đó, ổ điện đây anh em. Đấy, và dây điện đây. Đó, thì chỗ này là cái để cái dao cạo râu. Đây anh em. Và mình đã vừa mới test thử một vài chức năng. Khi chúng ta đậy nắp vào thì nó sẽ dừng nhá. Đây là cảm ứng anh em ạ. Bảo sao bấm mãi không được, cứng vãi. Cảm ứng. Đó, khi bật thì có một cái gió này, gió nó sẽ thổi từ đây ra. Đó, và mở lên thì sẽ dừng lại. Đó, anh em thấy chưa, ở dưới này cái đèn đúng là đèn tia UV anh em ạ, để khử trùng tiệt trùng. Đó, để cho bàn chải cho nó của chúng ta sạch. Thì mình nghĩ là gió thổi từ đây ra đây, nên mình sẽ để cái bàn chải nó hướng vào trong này, chứ mình không để bàn chải nó như này. Đó, để như này. Đấy, ra cọ râu đây. Đó, đậy vào nó tự bật. Đó, và nó sẽ bật trong vòng 15 phút nha anh em. Đấy, bật trong 15 phút xong nó sẽ ngắt.
là chúng ta cứ mở ra xong muốn khử tiếp thì chúng ta lại đẩy vào 15 phút, hoặc là chúng ta sẽ giữ chặt nó lại để tắt này. Đó, đến lúc nguồn anh em cảm ứng nhá, chạm nhẹ phát là bật. Đó. Và chạm nhẹ phát là tắt. Đấy. Thế là tắt rồi. Anh em muốn mở lại kích hoạt lại thì chúng ta mở lên xong lại đóng vào thì nó sẽ kích hoạt. Và đựng được khoảng 3-4 bàn chải, 4 bàn chải với cả một cái máy cạo râu anh em. Ok. Đó, đẩy vào phát lại tự động nó bật. Đây. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy ở dưới này. Đó, đèn tiêu UV đấy. Khử khuẩn. Rồi, như vậy là mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm máy tiệt trùng kiêm giữ bàn chải trong nhà vệ sinh, tiệt trùng khử khuẩn, đấy, diệt khuẩn cho bàn chải. Dây điện này hơi lằng ngoằng thì là mình sẽ thiết kế lại cho nó gọn. Một cái thiết bị khá là hay để giúp bảo vệ, để giúp cho sạch sẽ hơn. Anh em cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, ấn chuột kênh mình nhé. Anh em mình đi sản phẩm nào, comment link bên dưới nhé. Cảm ơn anh em toàn video, bye bye. Thực ra thì sản phẩm này không cần thiết, không quan trọng đối với nhiều người, nhưng mà nếu mà ai mà có điều kiện thì chúng ta sắm, ví dụ như kiểu máy lọc không khí chẳng hạn, đấy, nó bảo vệ sức khỏe cho anh em thôi.